Ok, xin chào anh em. Vậy là lần trước chúng ta đã điểm qua một số cái thông tin về cái hành trình của chúng ta trên cái chặng đường đối với cái đồng Engine Coin này. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp thêm một phần còn lại cũng như là phần cuối cùng để mình dự phóng về tiềm năng của Engine trong tương lai nó sẽ ra sao. Và mình chắc chắn là ở phần 2 này khi mà anh em nghe hết toàn bộ hai phần rồi á thì anh em sẽ cảm thấy rằng là chúng ta có nên tiếp tục theo dõi về những gì mà Engine đang làm ở thời điểm hiện tại và dự phóng trong tương lai không. Và một cái lưu ý mình xin lưu ý đến cho anh em rằng là đây chỉ hoàn toàn là những cái nhận định cá nhân của mình mà thôi, chứ mình không có FOMO hay là không có khuyến khích và khuyên anh em nên đầu tư vào cái dự án này ha. Vì thế anh em hãy xem đây là một cái nơi để mình có thể mình tham khảo thêm kiến thức mà thôi, chứ đây hoàn toàn không phải là một lời khuyên đầu tư. Ok, thì chúng ta hãy cùng tiến vào video ở phần 2 này để chúng ta có thể giải mã được Engine đang làm những gì nhé. Chúng ta hãy đến với một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái thông tin cốt lõi ở trong cái bài chia sẻ này của mình. Và thực sự đó thì khi mà vào tháng 3 đó em, khi mình đọc vào cái bài này á, thì mình cũng đã cảm thấy rất là ấn tượng rồi. Nhưng mà lúc đó mình chưa có những cái phân tích cũng giống như là chưa có những cái dự phóng được như bây giờ. Tại vì vào thời điểm tháng 3 thì anh em cũng biết là Elon Musk và Tesla của ông chưa tham gia vào thị trường Bitcoin đâu, đúng không? Rồi, thì vào tháng 3 thì ENG họ đã đưa ra một cái kế hoạch và một cái bản báo cáo về những cái tìm và những cái chiến lược của họ sẽ xây dựng đến năm 2030 nha anh em. Và thời điểm hiện tại chúng ta là năm 2021 đúng không? Mà tại thời điểm hiện tại rồi mà đội ngũ của ENG họ đã lập một cái chiến dịch rất là dài đến năm 2030, thì chúng ta cũng đã cảm thấy được một cái câu chuyện rằng là mình vừa nêu ở đầu video, tức là đây là một đội ngũ mà không không thể tầm thường được đâu anh em. Tức là họ xây dựng một cái chặng đường rất là dài đó và rất là nghiêm túc đối với cái thị trường này. Và nó gợi nhớ cho mình một một cái câu mà ở quân đội Mỹ đó nè, ở quân đội Mỹ họ có nói một cái câu như thế này, tức là cái việc mà di chuyển chậm hay di chuyển nhanh đó họ cho rằng là nó không hề quan trọng, mà cái quan trọng là chúng ta phải đi chắc, chúng ta phải đi mượt, và cái sự mượt mà cái sự chắc chắn đó nó mới tạo nên cái tốc độ nhanh chóng của chúng ta đó. Tại vì anh em biết là trong quân đội thì họ đi cái việc mà họ đi rất là nhanh đó, họ đi nhanh, họ triển khai đội hình nhanh thì nó sẽ gây ra tiếng động và nó sẽ tạo một cái điểm đáng ngờ đối với quân địch, nên thay vì thế họ cứ đi chậm và đi lướt đó. Thì mình cảm thấy rằng là đây hoàn toàn phù hợp với ENG luôn. Họ vẫn bắt kịp xu hướng của thị trường, họ vẫn đưa ra những tin tức kịp thời đối với thị trường, bắt trend được của thị trường, nhưng mà họ không hề đi nhanh. Họ cứ xây dựng từ từ, tạo nên một cái nền móng vững chắc ở cơ sở hạ tầng lớp dưới, rồi tới lớp tiếp theo, lớp trên cùng, như vậy để họ tiến xa hơn trong cái quá trình phát triển của họ. Thì mình không có nói điều đến với anh em, khi mà anh em click vào cái blog này đó thì anh em sẽ cảm thấy được rằng là sao, đây những cái bài của họ họ đưa ra nó rất là kịp thời, và nó dường như nó xảy ra một cách rất là lần lượt và suôn sẻ đó anh em. Như anh em thấy không, cái bài cũ nhất của họ cũng đã là ngày 8 tháng 11 đúng không, và hiện tại chúng ta đang ở ngày 12 tháng 11. Và chúng ta hãy nhìn lại đi, 8 tháng 11, 5 tháng 11, 4 tháng 11, 3 tháng 11 và cứ thế thôi. Thì ở đây mình đã chứng minh được cho anh em rằng là cái việc mà họ build, cái việc mà họ xây dựng cái nền tảng của họ ra sao. Và chúng ta hãy quay trở lại cái nội dung mà mình đang muốn chia sẻ ngay ngay lập tức đến cho anh em đây. Tức là họ đã vạch ra một cái chiến lược đến năm 2030, và cái sự kiện này tại sao mình lại đề cập đến Elon Musk và BTC. Thì anh em cũng có thể biết được rằng á, là vào tháng 5 khi mà Elon Musk ông chấp nhận cho Tesla thanh toán Bitcoin cho những cái khoản thanh toán xe điện của ông đó, thì sau đó ông đã từ chối thanh toán. Và cái lý do ông đưa ra là sao, là việc BTC đang được khai thác quá là gây ô nhiễm môi trường, đúng không? Nhưng mà dường như á, là ANG đã biết trước được cái này luôn. Họ đã lập ra cái bản thông báo này, cái bản kế hoạch vào ngày 20 tháng 3. Thì cái sự kiện của Elon Musk ông đưa ra là vào tháng 5 đúng không, là vào tháng 5, để dẫn đến cái cú sụp đổ vào ngày 19 tháng 5 của chúng ta đó. Thì ENG đã đi trước Elon Musk. Thì ở đây mình hay dùng một cái ngôn từ vui vẻ để khi mà mình, tại vì mình cũng hay nói chuyện với những người bạn của mình á, thì mình hay dùng một cái ngôn từ vui vẻ để có thể mô tả về ENG. Thì mình nói rằng là ôi, ANG dường như là nhà tiên tri vậy anh em. Đó, dường như là nhà tiên tri biết trước được những cái gì sẽ sắp xảy ra trên thị trường đó. Đó thì cái đó là mình nói vui thôi. Nhưng mà cái điều này nó cũng đã chứng minh được là cái tầm nhìn
cái tầm nhìn của đội ngũ ANG họ kinh khủng đến mức nào. Thì ở đây mình sẽ giải thích kỹ thêm là họ đưa đến chiến lược phát triển NFT không carbon vào năm 2030. Cái lý do họ đưa ra đó là tại vì thời điểm hiện tại đó, những NFT đang được tạo ra ở trên Ethereum á, mặc dù á là nó rất là bùng nổ, nó rất là hot, đúng không, nó rất là hot đối với cộng đồng, nhưng mà thật sự là cái việc này nó gây một cái sự gọi là ô nhiễm môi trường, cũng giống như là một cái sự lãng phí về mặt năng lượng đó anh em. Nó y chang như những cái lập luận của Elon Musk khi mà ông từ chối Bitcoin vậy. Thì ở đây ANG họ đưa ra là mặc dù là cái proof of work á, là cái thuật toán bằng chứng cổ phần á, là một cái giải pháp từ lâu đã được Bitcoin tạo ra và đặt ra tiêu chuẩn cho tất cả những token hiện tại ở trên thị trường đó. Nhưng đến thời điểm hiện tại đó thì cái proof of work này á, nó dường như là nó đã lỗi thời rồi, và những cái hệ lụy của cái proof of work này là nó gây ra một cái sự lãng phí về mặt năng lượng cũng như là gây ô nhiễm môi trường. Nên từ đó đó là ANG á, họ mới nhìn vào cái điểm này và họ mới đưa ra cái bản kế hoạch này bằng cách nào, tức là họ sẽ tạo ra Chumnet. Chumnet này á, là một cái proof of authority. Thì cái cơ chế này đó anh em, là cái cơ chế mà mình tạm gọi là cơ chế bằng chứng ủy quyền đi ha, bằng chứng ủy quyền của một blockchain. Và ANG họ cũng đã đưa ra một cái bảng so sánh như thế này, tức là Chumnet đó sử dụng cái proof of authority của họ đó thì nó chỉ tiêu tốn khoảng là 30 triệu watt mỗi năm thôi. Trong khi đó thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái con số khổng lồ hơn đến từ Ethereum và Bitcoin nữa. Đó, và khi chúng ta tạo những cái NFT đó ngày càng nhiều trên Ethereum thì cái khối lượng này nó sẽ càng ngày càng gia tăng thêm, và nó sẽ làm lãng phí rất là nhiều năng lượng điện đối với chúng ta. Nhưng mà đối với Chumnet đó thì cái điều đó là dường như không, và cái điều đó nó sẽ một mặt là nó sẽ cắt giảm những cái phí gas, nó sẽ cắt giảm những cái phí của những cái nhà giao dịch họ tạo NFT, họ mua bán NFT ra sao, và đồng thời đó là nó cũng sẽ ít gây tốn năng lượng nhiều hơn, từ đó nó sẽ bảo vệ môi trường nhiều hơn. Và tiếp theo đó là họ thống kê cái việc mà khi mà sản xuất ra một NFT, khi mà sản xuất ra những cái token dựa trên nhiều nền tảng khác nhau thì ra sao. Thì đối với Chumnet đó thì nó chỉ tốn khoảng là 14 tấn CO2 mỗi năm mà thôi, nhưng mà đối với chúng ta đó thì chúng ta thấy là Bitcoin tốn khoảng 39 triệu tấn, và vàng đó thì khoảng là 126 triệu tấn, và đối với ngành may mặc là thật là kinh khủng hơn nữa. Thì ở đây họ cũng đã đưa ra một cái lý thuyết được ước tính tính toán đó, là để mà chúng ta sản xuất ra một chiếc quần jean bình thường may mặc đó anh em, thì chúng ta đã thải ra môi trường là khoảng 33,4 kg carbon rồi. Nhưng và cái điều đó nó càng nặng nề hơn nữa đối với cái thị trường mã hóa của chúng ta, khi mà chúng ta tạo ra những cái NFT, tạo ra những cái sản phẩm và chúng ta trao đổi với nhau, chúng ta đúc những cái token ra đó, thì về mặt này thì Chumnet hoàn toàn chiếm ưu thế một phần rất là nhỏ mà thôi. Và bên cạnh đó đó, họ cũng cho ra mắt một cái thị trường gọi là Infinity. Thì cái thị trường này đó thì là một cái thị trường NFT thế hệ mới của Engine được xây dựng trên Polkadot, tại vì họ thấy rằng đó là cái Engine Coin, cái đồng ANG của họ đó là hiện tại á là đã là nằm ở trên mạng Ethereum, đúng không? Bây giờ họ muốn tạo ra một cái thị trường NFT khác, một cái token NFT khác thuộc thế hệ mới để mở rộng hơn cái hệ sinh thái, mở rộng hơn cái vũ trụ của họ. Nhưng mà nếu mà họ xây dựng trên Ethereum tiếp thì nó sẽ gây rất là nhiều năng lượng nữa, nên cuối cùng họ đã chọn Infinity này qua cái mạng lưới của Polkadot. Thì anh em có thể thấy được rằng á, nói đến đây thì mình xin chia sẻ tiếp theo, thì anh em thấy rằng là cái đồng Infinity này á, hiện tại thì nó đang được đấu giá, nó đã tham gia vào cái quá trình đấu giá của Polkadot rồi, và đây là một cái đồng vào thời điểm hiện tại thì nó được cộng đồng nhà đầu tư đang đổ dồn tâm điểm vào rất là nhiều, và hy vọng rằng Infinity sẽ chiến thắng cái cuộc đấu giá lần 1 này của Polkadot. Và một cái điểm nữa mình cũng muốn chia sẻ cho anh em là Infinity là một dự án tiên phong về NFT trên hệ sinh thái của Polkadot. Thì khi mà Polkadot họ xong những cái đấu giá của họ, họ triển khai mainnet, triển khai cơ chế parachain và relay chain, và được cắm trên đó là Infinity, là một cái dự án tiên phong về NFT trên Polkadot nữa, để mà Polkadot có thể mở đường về NFT, mở đường về DeFi và nhiều cái phạm trù khác để tiến công vào thị trường. Thì lúc đó anh em có thể hình dung được rằng là cả hai đều có lợi, ngay cả Engine Coin cũng giống như là Infinity đều có lợi cả. Thì ở đây mình so sánh như là Infinity như là một cái vũ khí mũi nhọn tiếp theo của ANG khi mà họ triển khai qua cái blockchain Polkadot của họ, để mà có thể thu hút được thêm user, có thể thu hút được thêm các nhà đầu tư họ quan tâm về lĩnh vực NFT nữa.
không chỉ riêng về Ethereum mà còn triển khai bên cả mạng lưới của Polkadot. Thì chúng ta hãy nói đến tiếp theo đi. Thì ở đây và đến cái quá trình thứ ba đó là họ sẽ hoàn toàn loại bỏ carbon qua cái những cái token của họ tạo ra. Thì ở đây anh em có thể thấy rằng là họ dự trù là họ sẽ khởi chạy cái Jumpnet, cái cầu Jumpnet và cái cầu Ethereum để bắt qua giữa hai cái này để có thể tạo nên những cái đòn token dành cho những người đang nắm giữ NFT như một phần trả thưởng hoặc là một phần để thiết lập một cái dự án mới để mà tăng trưởng hơn trong cái hệ sinh thái của họ đó. Thì nó chỉ tiêu tốn khoảng là 0.002% đó, 0.002% lượng carbon thôi. Đó, một cái con số rất là nhỏ đối với những cái tác phẩm NFT được đúc ở trên Ethereum vào thời điểm hiện tại. Và cùng với đó, Jumpnet và Affinity đó là cái đồng hồi nãy đó, cái đồng này nè là một cái dự án con của Engine đó, thì sẽ hoàn toàn được loại bỏ carbon hoàn toàn luôn và sẽ tạo ra một cái sân chơi, một cái sản phẩm để cho các nhà sáng tạo NFT không carbon, hoàn toàn bảo vệ môi trường luôn. Và đến thời điểm tiếp theo đó thì họ sẽ update những cái node của họ lên và cuối cùng đó thì họ sẽ tiến tới quá trình hoàn tất hoàn toàn không carbon. Thì cái chiến dịch này đó được ANG đó họ dự phóng là họ sẽ làm từ năm 2021, từ cái lúc mà xuất bản ra cái này đến năm 2030, một khoảng thời gian rất là dài luôn, khoảng là 9 năm sau. Mà một cái điểm trùng hợp nữa mình cũng muốn chia sẻ cho anh em là chúng ta có những đợt halving Bitcoin đúng không? Chúng ta có đợt halving vào năm 2016 nè, chúng ta có đợt halving vào năm 2020 và chúng ta có đợt uptrend vào năm 2021. Thì nếu tính theo một cái chu kỳ uptrend á thì những cái đợt halving tiếp theo của Bitcoin là nó sẽ xảy ra vào năm 2024 và năm 2028 đúng không? Thì vào năm 2028 thì nó lại tiệm cận với năm 2030. Và trước khi họ hoàn thành xong cái NFT không carbon, cái chiến dịch của họ này đó được hoàn thành vào năm 2030 á, thì chúng ta đã có một đợt halving tiếp theo vào năm 2024 và năm 2028. Thì năm 2028 sau khi hoàn thành xong đợt halving, mà nếu chúng ta tính đúng theo chu kỳ uptrend đó, thì năm 2029 sẽ là năm uptrend đúng không? Nó tương tự như bây giờ là halving năm 2020 và uptrend vào năm 2021, thì năm 2028 sẽ là một đợt halving và chúng ta sẽ uptrend vào năm 2029. Thì năm 2029 nó lại cực kỳ tiệm cận với năm 2030 và với những gì ANG họ có thể làm từ đây tới đó thì cái làn sóng cộng đồng họ sẽ đổ dồn vào ANG vào năm 2029, vì theo chu kỳ là năm 2029 sẽ là năm uptrend sau một năm halving của Bitcoin. Thì mình nghĩ rằng cái cột mốc năm 2030 này cộng đồng nhà đầu tư vào cái thời điểm trong tương lai á, cái này là theo mình dự đoán thôi, vào thời điểm trong tương lai thì khi mà anh em biết cái bất kỳ một dự án nào khi mà họ hoàn thành xong một cái cột mốc lớn gì đó, một cái thành tựu lớn gì đó trong cái chiến dịch của họ thì nó đều cách khoảng là một năm hoặc là vài tháng trước khi họ hoàn thành xong thì nó sẽ gây ra một cái làn sóng FOMO cực kỳ lớn anh em. Giống như anh em thấy mình sẽ lập luận bằng cách là mình sẽ đưa một cái dẫn chứng cho anh em là Polkadot đi. Anh em thấy đó, Polkadot họ nói rằng là họ sẽ tổ chức Crowdlaunch, họ sẽ tổ chức Parachain vào cuối năm nay, đúng không? Vào cuối năm 2021 và bây giờ họ đã tổ chức rồi. Nhưng mà cái thông tin mà họ đưa ra đó là chúng tôi sẽ tổ chức vào cuối năm 2021, đầu năm 2022 thì nó đã có từ trước rồi. Nó đã có từ khoảng là cuối năm 2020 và đầu năm 2021 rồi. Thì anh em thấy rằng là nó cách một năm như vậy, đúng không? Nó cách một năm như vậy, nó trùng hợp với cái chu kỳ uptrend nữa, thì anh em thấy là Polkadot đã bay cực kỳ kinh khủng như thế nào, từ mức là mình nhớ không nhầm là $3-4 gì đó lên tầm khoảng $50 luôn. Thì cái dự án carbon này á, cái dự án NFT carbon này của Engine thì mình thấy cái khoảng thời gian nó cũng tương tự như vậy, nó rơi vào tầm khoảng là năm 2030 nhưng mà uptrend theo chu kỳ của chúng ta sau khi họ viên là năm 2029. Thì lúc đó thì chúng ta có thể tự tin rằng là cái sự FOMO của thị trường họ sẽ đẩy vào và giá của Engine sẽ tăng lên. Và cùng với đó là mình không biết tới năm 2030 là cái xu hướng Metaverse nó đã đi được đến mức nào rồi, mà nó lại kết hợp một cái vị trí cực kỳ thuận lợi, một cái điểm thời gian cực kỳ thuận lợi như vậy nữa. Thì đó là lý do để mình hoàn toàn tự tin rằng là ANG sẽ trở thành một cái gì đó rất là lớn trong tương lai. Và với cái tầm nhìn của họ xây dựng một cái dự án Neutral Carbon NFT như vậy nữa. Đó, vậy thì chúng ta đã vừa điểm qua một số cái nổi bật mà mình đã sâu chuỗi và mình đã liên kết lại để chia sẻ cho anh em.
Vậy thì chúng ta đến tiếp theo đi. Vào cái điểm cuối cùng luôn thì chúng ta sẽ đến tới tình hình on-chain của ANJ như thế nào. Thì hồi nãy giờ chúng ta đã nói về những cái phân tích cơ bản về những cái mà ANJ họ đã đưa ra và sâu chuỗi lại rồi. Bây giờ chúng ta hãy đi đến những cái phân tích cơ bản bằng những cái biểu đồ đi, để cho chúng ta có thể thấy được rằng là trong thời gian qua đối với những cái mà ANJ họ đang xây dựng như vậy thì cái biểu đồ nó đã nói cho chúng ta biết rằng là chỉ số của ANJ đang thể hiện điều gì. Thì anh em thấy đó, ở đây cái đường, cái biểu đồ đầu tiên là mình cho anh em thấy là về chỉ số giá của ANJ ha. Thì sau khi mà ANJ tăng trưởng vào hồi khoảng là đầu năm đó, hoặc khoảng là tháng 4, vì do là cái trend NFT nó tăng mạnh đó, thì ANJ đã có một cuộc điều chỉnh rất là dài ở đây, và sau đó được kích hoạt bởi làn sóng Metaverse và đã leo lên lại tầm khoảng là ngưỡng là $3, $3.50 ha. Thì cái điểm tiếp theo mình muốn dành đến cho anh em, tức là cái điểm đầu tiên mình muốn chứng minh cho anh em thấy là tại sao mình nói là đội ngũ phát triển của ANJ họ là một đội ngũ rất tâm huyết và hoạt động cực kỳ năng nổ là nó nằm ở đây nè. Đó, thì anh em thấy á, mình sẽ đối chiếu các khung thời gian, thì anh em thấy là vào tháng 6 đi, tháng 6 thì tháng 6, tháng 5 thì giá ANJ ở đây là những cái mức đáy nè. Đó, anh em thấy không? Ở những cái mức đáy. Nhưng mà đối lập với những cái mức đáy này thì đây là cái thời điểm dựng lên những cái cột cao của đội ngũ phát triển của ANJ. Đó, anh em thấy không? Tương tự như vậy, để mình chiếu về cho rõ nè. Đây, mức đáy thì nó lại giống một cây như thế này. Mức đáy nó cũng giống một cây như thế này. Và mức đáy đây nó cũng đi một cây như thế này. Đó, thì đây là cái tần suất hoạt động của đội ngũ phát triển, đội ngũ lập trình của ANJ. Thì khi mà đồng ANJ này á, nó sụp như vậy, nó điều chỉnh mạnh như vậy á, nhưng mà đối với câu chuyện đó không lặp lại ở đội ngũ phát triển, mà họ vẫn tích cực phát triển, thậm chí là họ phát triển còn mạnh hơn những lúc mà ANJ bị sụp nữa. Thì điều đó đã hoàn toàn chứng minh lại với cái câu nói của mình, với trích dẫn của Andrew Grunge, đúng không? Khi mà thị trường downtrend, đó mới là lúc chúng ta tìm được những viên ngọc sáng. Đó là lúc chúng ta có thể thấy được rằng là cái tiềm năng, cái sự tâm huyết của đội ngũ phát triển như thế nào, và dự án đó sẽ đi như thế nào trong tương lai. Rồi, chúng ta hãy tiến đến cái số lượng tích lũy của các nhà holder dài hạn đi. Thì ở đây mình sẽ che lại ha, ở đây mình sẽ che lại để cho anh em dễ nhìn thấy. Thì chúng ta thấy được là cái biểu đồ màu cam này, đó chính là cái sự tích lũy của những nhà holder ANG mà họ đã nắm giữ được trong 90 ngày rồi. Thì hiện tại là cái biểu đồ này nó đang có cái xu hướng gọi là đi lên. Nhưng mà đối với những nhà mà họ đã nắm giữ ANG trong một năm qua, trong 365 ngày thì nó đang lại đi xuống. Và tiếp đó chúng ta cũng thấy rằng là những các holder nắm giữ ở tầm khoảng là 180 ngày và 2 năm cũng đang đi xuống. Đây là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy được rằng là có thể những nhà nắm giữ ANG họ đã chốt lời ở cái khoảng gọi là khi mà ANG được kích hoạt bởi cái thông tin cái trend Metaverse kích hoạt lên khoảng tầm khoảng là $3.50, thì họ đã chốt lời một phần nào đó rồi. Nhưng mà đối với những người mà họ mua ANG vào tầm khoảng là 3 tháng trở lại đây đó, thì họ chưa có một những cái dấu hiệu chốt lời nhiều, mà họ chỉ càng ngày càng tích lũy mà thôi. Chứng tỏ rằng là những người mà họ mua ANG từ khoảng từ 3 đến 4 tháng trước thì họ vẫn đang rất là kỳ vọng về giá của ANG trong tương lai. Rồi, cái biểu đồ này mới là một cái biểu đồ mà đáng kinh ngạc đối với mình đây. Thì anh em thấy á, là cái đường màu tím này đó, nó là cái đường mà tổng lượng cung của ANG nằm ở trên các sàn giao dịch. Và cái biểu đồ màu đỏ này đó, nó là một cái biểu đồ mà tổng lượng cung của ANG đang nằm ngoài sàn dịch, có thể là trên các sàn DEX, có thể là họ đưa ra ngoài ví để họ trao đổi, để họ là trao đổi NFT, họ mua NFT hay sao đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái biểu đồ màu cam này á, sau khi mà nó tăng trưởng như thế này nè, thì nó đang có một cái trạng thái đi ngang. Đó, nó đang có một trạng thái đi ngang và nó cứ giống lên như vậy. Nó cứ giống lên thôi, chứ nó chưa có một trạng thái điều chỉnh đi xuống. Thì ở đây chúng ta cũng đừng nên quá lo lắng là sao, rằng là họ sẽ xả hay sau đó. Đúng, một mặt họ có thể xả trên các sàn DEX, nhưng mà một mặt họ có thể dùng cái số lượng ANG đó để mà họ mua cái này, họ mua NFT này, họ mua NFT kia, họ trao đổi qua lại, hoặc là họ chơi game chẳng hạn. Nhưng mà cái chúng ta đáng cần quan tâm chính là cái biểu đồ tổng nguồn cung của ANG ở trên các sàn giao dịch. Thì nó đã cắm một cái cây rất rất là dài xuống đây. Đó, nó cắm một cái cây rất là dài xuống đây, và hiện tại nó đang đi ngang và nó đang có một cái chiều hướng gọi là cắm xuống tiếp. Thì cái điều này nó thể hiện một cái điều rằng là số lượng tích trữ ANG và số lượng ANG còn trên các sàn giao dịch hiện tại nó đang rất là ít. Nó đang cực kỳ ít. Mà nó cực kỳ ít như vậy, nó có lý do gì? Tại vì trên các sàn giao dịch xét bình thường á, thì khi mà nó ít
khi mà cái lượng cung của nó bị giảm xuống, nó không nằm ngoài một cái lý do nào khác là người ta mua nó mà thôi. Thì cái điều này nó thể hiện rằng là các nhà đầu tư họ đang rất là tích cực để họ mua ANG, và từ đó nó đẩy cái lượng cung của ANG ở trên các sàn giao dịch đó nó đi xuống. Và điều này nó là tạo một cái sự khan hiếm đối với cái đồng này, và nó cũng là một cái yếu tố rất là căn bản để có thể mà thúc đẩy cái tiềm năng phát triển của ANG trong tương lai. Rồi, và chúng ta hãy đi đến là cái số lượng mà những cái top ví đi, cái top ví. Ồ, thì cái top ví đó thì anh em thấy là vào khoảng là tháng 9, tháng 10 đó, thì cái top ví á, cái phần trăm top ví này nó đã đi xuống rồi. Nó đi xuống từ khoảng là tầm khoảng là cái đỉnh của nó là 50.6%, và bây giờ là cái top ví nó chỉ còn là 44.67% trên tổng nguồn cung của ANG mà thôi. Đó, thì vào cái thời điểm này đó thì giá của ANG nó vẫn đi ngang hoặc là tăng nhẹ thôi anh em. Nhưng mà cái điểm hiện tại đó, khi mà ANG bùng nổ vào cái thời điểm hiện tại đó, thì chúng ta thấy rằng là cái số lượng top ví này nó đang có chiều hướng nó nhích lên một tí. Nó nhích lên một tí rằng là sao? Rằng là chứng tỏ là dường như là các top ví họ đang bổ sung thêm. Họ đang bổ sung thêm vào. Và cái mức giá thời điểm hiện tại sau một cái cú kích hoạt kiểu như là X2 đó, giá của ANG X2 sau cái trend Metaverse đó, thì nó vẫn chưa có thể hấp dẫn họ để mà họ có thể xả hàng loạt ra như vậy. Rồi, và chúng ta thấy được rằng là đây, thì đây là những cái top ví. Đây là những cái top ví ở trên các sàn giao dịch ha. Thì anh thấy là nó vẫn đang có chiều hướng đi ngang. Và cái top ví dựa theo nguồn cung, phần trăm nguồn cung của ANG thì nó tương tự như cái biểu đồ này. Rồi, và chúng ta hãy xem những cái top holder của ANG đi. Thì cái mức độ mà sở hữu cái phần trăm tổng lượng cung của họ đó thì nó cũng khá là ít mà thôi. Nó chỉ tầm khoảng rơi vào đây, top cao nhất. Đây là ở sàn SEC nha, tức là sàn tập trung đó anh em, thì nó khoảng là 10%. Rồi, và dường như nó phân bổ đều ra, nó phân bổ đều ra chứ nó không hoàn toàn tập trung một cái cục rất là to ở một cái ví nào đó cả. Thì cái điều này nó cũng gây ra một cái sự an toàn, một sự an tâm đối với các holder như chúng ta khi mà chúng ta quyết định đầu tư vào cái đồng này đó. Thì chúng ta sẽ không quá lo lắng về cái việc gọi là một cái nhà đầu tư họ nắm giữ rất nhiều ANG, và khi mà họ xả ra như vậy thì thị trường sẽ không thể nào hấp thụ được. Và điều đó nó sẽ tạo ra một cái cú lao dốc rất là kinh khủng đối với một cái dự án nào đó. Thì khi mà mình nhìn vào những cái chỉ số này thì mình cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Rồi, và cái chỉ số tiếp theo, cái chỉ số cuối cùng mà mình muốn gửi đến cho anh em đó, tức là cái chỉ số về cái việc mà tương tác trên mạng xã hội, tương tác với cộng đồng, và cộng đồng đã phản ứng như thế nào đối với ANG, đối với một dự án này nó ra sao. Thì đây cũng là một cái chỉ số mà mình cho rằng là quan trọng không kém đâu. Tại vì là đối với một dự án, khi mà cộng đồng, một khi mà họ đã quay lưng lại với dự án rồi, thì coi như dự án đó đã hoàn toàn thất bại. Đó, mà khi mà cộng đồng họ đã thích một cái dự án nào rồi, họ tích cực với một cái dự án nào rồi, thì dự án đó dường như là chiếm hết 70% thành công rồi anh em. Tại vì là cái cuộc chơi của chúng ta bây giờ là vẫn cái cán cân á, tức là cái cán dao đó, mình hay gọi là cái cán dao, thì nó hoàn toàn nó nằm vào cộng đồng thôi, còn cái lưỡi còn lại thì nó nằm vào các nhà phát triển. Tại vì là dù anh có phát triển tốt tới đâu, nhưng mà cái việc mà làm cộng đồng của anh, cộng đồng bị quay lưng, cộng đồng dường như là quay lưng lại với dự án, thì coi như là dự án đó chỉ có sụp mà thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ANG hoàn toàn không nằm trong cái điều đó. Mà hiện tại chúng ta thấy rằng là ôi, cái mức độ phát triển của ANG về các trang truyền thông xã hội, các mạng xã hội nó tăng lên rất là kinh khủng. Đó, tăng lên rất là kinh khủng. Và ở đây á, là Twitter đó, Twitter nó giống như là một cái kim chỉ nam đối với cộng đồng crypto của chúng ta vậy. Thì đối với Twitter của ANG đó thì đã tăng, ôi anh em thấy tăng rất là mạnh đến tại thời điểm hiện tại đó. Thì trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội, Twitter, Telegram, và mức độ hoạt động của đội ngũ phát triển tương tác với cộng đồng thì nó được biểu hiện tất cả qua cái biểu đồ này. Thì nó cho thấy rằng là ANG vừa làm tốt về mặt phát triển, vừa tương tác với cộng đồng tốt, và cộng đồng cũng đặt niềm tin rất là nhiều đối với cái dự án này. Thì không có lý do gì mà chúng ta có thể phủ nhận rằng là ANG sẽ là một dự án thất bại trong tương lai cả, đúng không? Và ok, và qua, và mình nghĩ rằng là cái video mình cũng khá là dài rồi, nên là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và mình cũng rất là hy vọng rằng là qua những cái phân tích về những cái điểm nổi bật về ANG của mình vào thời điểm hiện tại đó, thì cũng đã đưa đến cho anh em một cái nhìn tổng quan hơn về dự án này. Và một lưu ý nha, mình sẽ nhận một lưu ý là đây không phải là lời khuyên đầu tư đó. Và ok, mình cũng cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong video lần này nha. Và nếu anh em thấy hay thì anh em có thể để lại một nút subscribe, một bình luận nào đó về cái dự án này như thế nào, và cũng như chia sẻ quan điểm của anh em về ANG như thế nào trong tương lai, để cho mình biết được là anh em có đang yêu thích dự án này hay không, và có cái nhìn như thế nào về dự án này. Rồi, mình xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở video đợt sau nha. Bye bye.